em thấy cái món trà dứa thốt nốt này nó đang hot rần rần trên mạng á, cho nên là hôm nay em làm clip em chia sẻ nè. Em luôn cập nhật xu hướng mới nha mọi người. Cái gì trend là em làm liền chia sẻ với mọi người để mọi người làm nè. Thì trái thốt nốt mình mua về á, thì mình sẽ rửa sạch, mình sẽ ngâm nước như thế này và mình sẽ bào cái vỏ nó đi nha mọi người. Và mình sẽ cắt lát như thế này nha. Đó, mình sẽ bào cái vỏ mình bỏ đi và mình sẽ cắt lát mỏng mỏng ra. Mình nhớ là mình chọn mua cái trái thốt nốt mà nó dẻo dẻo thôi nha mọi người, đừng cứng quá nha. Cứng quá khi mọi người rim với đường á, nó cứng rất là khó ăn nha. Đó, mình mua trái dẻo vừa thôi. Đó. Thì mình gọt vỏ xong rồi mình cắt lát như thế này, xong rồi mình rửa cho thật sạch nha mọi người. Nếu mình làm số lượng lớn á, thì mình nhớ trụng qua nước sôi nha. Trụng qua nước sôi với lại cho nó mình để mình bảo quản được lâu đó mọi người. Còn em làm ít thì em không cần phải trụng. Mình làm ăn liền thì không cần phải trụng nha. Nếu mình làm mình để kinh doanh á, thì mình trụng sơ qua nước sôi xíu. Thì đây là cái đường thốt nốt này mọi người. Thì đối với 1 kg trái thốt nốt thì em sẽ sên với lại là 250 g đường thốt nốt nha. Đó, mình mua đường thốt nốt về mình giã ra và mình sẽ cho khoảng 100 ml nước lọc vô để mình bắt lên bếp nè mọi người. Mình bắt lên bếp để mình sên cho cái đường của nó hơi chảy ra đi. Đó, mình sẽ sên cái đường cho nó chảy ra rồi mình mới cho cái trái thốt nốt vô nha mọi người. Mình bật bếp lên mình sẽ nấu cho nó chảy cái đường ra. Sau khi mà cái đường của nó chảy ra như thế này nè thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ cho cái trái thốt nốt mà mình đã rửa sạch rồi đó mọi người. Mình cắt lát mình rửa sạch mình sẽ cho vô luôn nha. Đó, mình sẽ cho vô và mình trộn. Mình lúc này là mình nấu lửa, mình bật lửa lớn lên nha mọi người. Bật lửa lớn lên để mà cho nó sôi á. Mình trộn cho cái đường của mình nó thấm. Hiện tại thì trái thốt nốt á, mọi người có thể tìm mua online cũng có đó mọi người. Em thấy người ta bán cũng rất là nhiều trên online á. Mình cứ search từ trái thốt nốt tươi á, là sẽ nhiều lắm. Nhiều chỗ người ta bán online lắm. Mọi người tìm mua nha. Đó, người ta giao hàng toàn quốc luôn. Trái thốt nốt với lại trái dừa nước đó mọi người, nó cũng giống nhau á. Khi mà lột thành ra như thế này nó cũng giống nhau á. Nhưng mà mọi người đừng có nhầm nha. Tại vì trái dừa nước nó sẽ mềm hơn trái thốt nốt nhiều lắm. Khi mình sên nó sẽ dễ bị nát hơn nha. Đây là trái thốt nốt nè. Em lựa được ít trái thốt nốt nó dẻo nó cũng ngon lắm. Mình bật bếp lên mình sẽ nấu sôi lên nha mọi người. Mình nhớ trộn cho cái đường của nó tan hết hoàn toàn nha. Để cho nó thấm vô cái trái thốt nốt của mình đó. Đó, mình khi mà mình nước sôi rồi mình đậy dung đi mọi người. Mình đậy dung rồi mình canh, mình lâu lâu mình mở ra mình canh thì nó cái nước đường của nó sẽ mau cạn hơn là khi mà mình dở nắp á mọi người. Nhưng mà mọi người nhớ canh nha để là nó khét luôn á nha. Đó, thì mình cứ đậy nắp rồi lâu lâu mình dở ra mình xem, lâu lâu dở ra xem nha. Mình canh nó khi nó sệt sệt như thế này là gần được rồi nè mọi người. Đó, và thì mọi người muốn sên cho nó cạn luôn cũng được. Muốn cạn thật là cạn luôn, nhưng mà em thì em thường em sẽ sên em trừ một chút xíu đường để khi mà mình bảo quản á, nó có cái độ sệt á thì cái trái thốt nốt của mình nó không có bị khô. Và đây là thành phẩm sau khi mà em sên nè mọi người. Rất là ngon luôn ha. Thì cái thời gian là do mình thôi, mình cứ sên khi nào mình thấy nó sệt lại là được nha. Đó, thì tiếp theo mình sẽ pha một cái ly trà thơm. Thì em cũng đã hình như có clip chia sẻ về trà thơm rồi, hôm nay em chia sẻ lại thôi. Thì mình sẽ sử dụng là 150 lục trà lại, 30 ml sốt thơm của Barino hoặc là Asta, hoặc là rồi thêm 30 ml nước đường pha chế và 20 ml nước cốt chanh nha mọi người. Đó là cái công thức mà em sẽ pha một ly trà dứa. Thì mình sẽ ngâm một ít dứa để mình làm cái topping. Đó, trái dứa hay còn gọi là trái thơm nha mọi người. Đó, thì mình sẽ cắt lát rồi mình bỏ đường vô mình ngâm thôi. Đó, sau khi pha ly trà dứa xong thì mình sẽ cho trái thốt nốt lên. Thốt nốt rim đường rất là ngon luôn mọi người. Hèn chi mọi cái món này nó đang hot là thật sự luôn, nó nó ngon lắm luôn á mọi người. Kết hợp thay vì mình dùng hạt đá thì bây giờ mình sẽ dùng trái thốt nốt này nè mọi người. Nó cũng khá là hợp và rất là ngon luôn nha. Em thấy cái trend gì mà hot mà mới là em thử liền, và công nhận nha mọi người, rất là ngon luôn. Mọi người thử đi, cái món này hiện tại đang rất là nắng nóng thì mình bán món này thật sự rất là chạy luôn á. Nếu mà bạn đang muốn kinh doanh mà chưa biết kinh doanh gì thì đây là một cái món thật sự đáng để mọi người học và mọi người kinh doanh nha. Đó thì em đã nghiên cứu và em cũng chia sẻ với mọi người. Thì cái thơm á, thì mình có thể mình mua mứt người ta pha sẵn, hoặc là mình tự mình xay sơm thơm ra mình pha nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nha.